Một mẹ tiker bị thiệt mạng trong vòng một tuần. Hôm thứ Năm 26 tháng 4, người ta đã tìm thấy thi hài của một linh mục bị bắt cóc ở trung tâm mẹ tiker. Ngài là linh mục thứ ba chết thảm trong bối cảnh bạo lực trong vòng một tuần qua. Trước đó vào ngày 20 tháng 4, cha Juan Migo Contrera bị bắn chết trong một nhà thờ ở ngoài ô Guadalaya khi ngài đang ngồi tòa giải tội. Hai ngày trước đó, cha Ruben Alcantara là cha tổng đại diện của giáo phận Cotillan Izali bên ngoài thành phố Mexico đã bị đâm chết. Như thế, có đến 5 linh mục đã bị giết kể từ đầu năm 2018 đến nay, đưa số linh mục bị giết tại Mễ Tây Cơ lên đến 24 vị từ ngày 24 tháng 12 năm 2012, khi chính quyền nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Enrique Peña Nieto bắt đầu. Thật là chua chát vì Mễ Tây Cơ là quốc gia có dân số công giáo lớn thứ hai trên thế giới, đối với các linh mục còn nguy hiểm hơn cả Syria hay Iraq, nơi bọn khủng bố Hồi giáo ISIS đang ra sức diệt chủng các Kitô.